Có một thực tế là người tiêu dùng tại nước ta thường chuộng những chiếc xe ô tô nhập khẩu hoàn toàn hơn là những chiếc xe lắp ráp trong nước. Điều này thể hiện qua tỷ lệ chênh lệch của hai dòng xe này được bán ra mỗi năm. Bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, những người mua ô tô chắc hẳn là đều mong muốn sở hữu được một chiếc xe an toàn, chắc chắn, có thể đồng hành cùng mình trên những chặng đường dài. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam và VAMA, 65% số lượng ô tô được tiêu thụ tại nước ta trong năm 2014 là ô tô nhập khẩu. Hiện nay, nhiều người còn có xu hướng tìm mua ô tô cũ nhập khẩu đã qua sử dụng. Đối với một số người, xe thể hiện đẳng cấp, sự thành công. Tuy nhiên, đa số khác lại quan tâm nhiều hơn đến yếu tố an toàn. Bây giờ mình cũng có một khách thì đối với chú ấy, chú cũng là một người đã từng đi rất nhiều xe rồi. Khi chú đến đây, chú sẽ lựa chọn cái dòng xe Camry của Mỹ, nhập khẩu từ Mỹ, nhập khẩu về và đã qua sử dụng. Chú ấy không lựa chọn cái dòng xe lắp ráp trong nước bởi vì chú ấy cảm giác là khi cái tâm lý của chú nói rằng là chú bảo là cái xe lắp ráp trong nước cái độ an toàn nó không được tốt, về khung vỏ gầm cái độ ồn nó không tốt. Tuy nhiên thì nhập khẩu bao giờ cũng hơn vì nó sẽ hơn một số option, nó chỉ hơn túi khí và một số option trên xe không cần thiết lắm, nhưng mà quan trọng nhất của bản nhập khẩu là nó sẽ hơn độ khoảng 2 túi khí đến 4 túi khí. Những cái đấy là tiêu chuẩn, nó cũng khá là an toàn. Người sử dụng ô tô không hoàn toàn tin tưởng vào xe lắp ráp trong nước không phải là không có lý do. Năm 2011, ba lỗi nghiêm trọng của xe Toyota lắp ráp trong nước đã bị kỹ sư Lê Văn Tạch tố cáo. Trong khi đó, hãng Toyota lại cố tình che đậy ba lỗi này. Kỹ sư Tạch đã chỉ ra một lỗ hổng lớn trong quá trình giả soát chất lượng sản phẩm ô tô lắp ráp ở Việt Nam. Cũng theo kỹ sư Tạch, Toyota Việt Nam thừa nhận lỗi nhưng khắc phục rất ít trong thực tế. Anh khẳng định hiện vẫn còn hàng nghìn chiếc xe bị lỗi cân bằng áp suất hệ thống phanh vẫn đang lưu thông hàng ngày trên đường.